Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2022, quận Thanh Khê đồng loạt triển khai trồng cây xanh trên các tuyến đường, khu đất trống nơi công cộng, công viên vườn dạo, khu dân cư. Hồ điều tiết chưa có cây xanh hoặc chưa đảm bảo về mật độ che phủ cây xanh và cải thiện môi trường khu dân cư, mặt tiền các tuyến phố, trồng bổ sung cây xanh bóng mát, thảm cỏ trong các trường học, cây xanh phòng hộ dọc bờ biển đường Nguyễn Tất Thành. Tiếp tục vận động các tổ chức, cộng đồng, xã hội hỗ trợ về phương tiện, cây giống để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu trồng khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn quận Thanh Khê trong năm nay. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao nhận thức, có trách nhiệm trồng và bảo vệ cây xanh, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, có phần thực hiện tốt đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.